Chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực Hương Quê. Hôm nay thì hai anh em mình tiếp tục làm một món ẩm thực, đó là món gà qua chảo. Các bạn theo dõi nha, mình đang làm qua chảo nước dừa. Cái này là mình ăn mình kênh của mình vừa qua một tuần lễ được 100 subscribe, thì cảm ơn tất cả các bạn đã yêu thích kênh Hương Quê của mình. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ anh em mình trong thời gian sắp tới để kênh của mình có thể được bật kiếm tiền nha các bạn. Gà bị nhảy, gà còn sống. Nó nữa, trời ơi, sống hoài vậy. Cái đó cái cánh phải rồi, cái cánh nó biết cánh bay à. Cái giò nó biết bò. Trời. Có cái tớ cũng có cái tí mà. Có cả thằng chết đi. Đó. Đó. Cái mình này không biết làm sao mà. Mình biết nhảy. Mình sao biết nhảy. Bây giờ đồ mình đã ướt xong rồi các bạn. Đó, bây giờ mình phi tỏi vàng lên là mình chuẩn bị sơ chế con gà. Trước khi mình làm món thì mình thử tỏi rồi mình xào săn lại cho nó thơm. Bắt mắt không các bạn? Mày không ăn là chết luôn á. Trời trời, bà ơi, ăn thịt gà mà chết vậy, ai ăn gà? Gà nó ngọt, nước dừa nó ngọt, nó chết luôn á. Trời trời. Đau. Đây. Thì thịt gà mình nó săn lại rồi các bạn. Bây giờ mình vô nước dừa nè. Nước dừa tươi luôn các bạn ơi. Đó. Rồi, nhìn hấp dẫn chưa. À. Cái đuôi không ai lượm điện chứ ta. Thấy cái đuôi không ai lượm điện luôn á. Trời ơi. Cái này là liền làm liền á. Rồi. À, giờ mình chờ cạn nước xuống là xong. Cảm ơn các bạn dùng được rồi đó. Rồi thì món của mình sắp xong rồi các bạn. Nhìn nè. Giờ nước nó đã cạn hết rồi. Đó. Mình còn mở ra mà thôi. Nhưng bỏ mở nó uổng lắm. Cho nước mở vô mới được.
Đây mình chờ chút xíu nữa là mình có lên bàn liền. Thơm lắm các bạn ơi, thảo lắm, tuyệt vời chưa. Rồi bây giờ mình ra dĩa nè. Cái con cao mút ra rồi cái đuôi rồi quá hấp dẫn chưa các bạn. Các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Hương Quê. Thì vừa rồi mình đã thực hiện xong cái món gà qua chảo rồi, thì mời các bạn vào dùng với mình. Ở đây có chén luôn, có đồ rồi. Thì bây giờ mình xin phép mình cúng cái rồi anh em vô. Rồi mời nè. Ngon quá. Bây giờ mình thưởng thức cái này các bạn. Đây nó ngon cả nè. Đây, thịt gà sau khi làm là nó vàng rồi nè các bạn. Đó. À, mình dùng cái nha. Nó rất là ngọt. Các bạn thấy miếng gà nó rất là mềm, gà nó không. Nó giống như là mình đem mình mà mình luộc hay lâu vậy đó. Nó ngọt. Có cái vị nước dừa ngon lắm. Chưa không? Chưa ngồi luôn tư. Nhảy vô luôn. Ừ. Ngồi ở góc này đi. Góc này thì bắt. Vô luôn. Đây, mời các bạn. Mời tư. Mời tư. Ướt mà. Ướt đi. Trời Phật ơi. Thì vừa qua cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của Hương Quê nha. Mình thông báo các bạn tin vui là kênh của mình đã được 100 lượt sub đầu tiên. Cảm ơn các bạn. Các bạn thấy có yêu thích kênh của mình thì hãy ủng hộ cho anh em mình một lượt like và một lượt đăng ký nha các bạn. Đắng quá đi. Trời Phật ơi. Đắng thì vô ấm. Mồi bén. Đây, mời các bạn dùng mình miếng cà. Đó. Cho ăn không cho uống rồi, không cho uống rồi. Đó, mời bạn. Ngon. Coi chừng chết cái đùi. Mời các. Cái ăn cũng ngon lắm ta. Ngon quá bạn. Đã. Đây mà các bạn muốn mề nha. Vô ta. Cái đuôi của mày nè. Bậy, đuôi con gà. À, vậy dám được. Với coi tôi quái gì
Có đuôi rồi. Bây giờ đang ngồi. Ngồi. Mới gần gì với mình không? Thời bếp này ham uống vậy, uống không mời ai. Bếp của bắp mà. À. Ăn cắm một cái rồi. Đây. Thịt gà của mình. Dùng quá. Ngon. Bánh mái. Dạ không? Cái chỗ này ngon mà nãy giờ chưa dám đụng đổ. Đụng đổ là mình mang tiếng liền các bạn. Cameraman ráo ăn. Hôm nay lên clip nào cũng bị câu đó đó. Mời các bạn. Cái chỗ này nó ngon. Đây, đi. Sao nãy không chắc rồi. Chắc đã đi rồi mát ra uống này đó. Chắc hay. Ừ, chắc đó. Tài nguyên luôn à. Tài nguyên khán giả nói ham ăn à. Đưa vào đây. Đưa ăn mát ra. À. Chắc ra. Thấy chưa. Thấy không. Thấy nó cũng làm ham ăn hết chưa. Nó tưởng ăn hết là gì á. Trời vậy mà nói. Nói không ham ăn. Làm nhanh. Đấy. Mời bạn. Miếng ruột nha. Miếng ruột nha. Đó. Có lộn. Thì sau đây anh em mình vừa thực hiện xong món gà qua chảo. Thì nếu các bạn có hay hãy ủng hộ cho Hương Quê một like và một subscribe nha các bạn. Đồng thời để lại bình luận để mình biết ý kiến của các bạn sau này mình sửa đổi cho hoàn chỉnh hơn. Chào các bạn.